Đây các bạn ơi, nước sông cạn chưa? Ui, thực ra là ui, bên kia họ bẫy chim các bạn. Nước sông cạn hết rồi, bây giờ là mình tiếp tục mình xuống cái lạch bên này. Có kiếm mấy con chuối sộp, chắc chỉ có chuối sộp thôi. Mong các bạn theo dõi video nhá. Mình nắm lúc cái cảnh quay nó mắc cái xí hổ ấy, mình quay ấy, cái xí hổ ấy, nó không được chuẩn lét cho lắm, mong các bạn thông cảm nhá. Cố gắng theo dõi cái cố gắng theo dõi mình, đăng ký cho mình nhá. Để mình thêm những video cho các bạn đam mê món cái cá lại cho các bạn xem nhá. Còn các bạn nào cứ thích mắng chửi gì tùy các bạn thôi. Mỗi người một nghề, mình có cá phần trộm là ok rồi các bạn. Đây. Sợ làm gì mới trái mới lương tâm thôi. Cái mưu sinh này mỗi người một nghề các bạn ơi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Chết rồi. Chết rồi, mình xuống đây mình mò các bạn ơi. Rồi nhá, mình xuống mình mò, ok. Rồi. Ai da. Mình sẽ tắt cái máy đi nhá, bởi vì cái máy này xuống nước sẽ ngụp rất sâu các bạn. Ướt hết, ướt hết người các bạn. Để con chép bé thôi mà ướt hết người. Đây, chìm nghỉm người này các bạn ơi. Nhá, ok các bạn đã ủng hộ. Đây, vừa ở chỗ này ướt hết quần áo các bạn ạ. Thôi, phải chìm xuống thôi, vì con cá. Ôi, con gì đây? Ướt hết quần áo, nước nó vào. Thôi, hên xui là vẫn được con cá là ngon rồi. Quan trọng là được cái video cá cho các bạn xem. Cái vật mình nó cùi bát nó rách quá. Hy vọng lên trên này cũng được vài con nữa. Thực ra cái này nó bất ngờ rồi các bạn, không thể biết được thế nào được. Lúc thì đang chán tự nhiên lại có, lúc thì nhặt không hết. Đây, dậm đến nay thì các bạn bảo cảnh quay một mình quay sao được.
lặn nội thì không có cá. Video không hợp lý. Hình như mình kiểm tra